Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn Thái Nguyên hiện có gần 300 cơ sở địa điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp với hơn 160.000 tín đồ người theo đạo với 3 tôn giáo chính. Trong đó nhiều cơ sở địa điểm tập trung ở vùng dân tộc miền núi. Thời gian qua, các địa phương có đông đồng bào có đạo của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được nhà nước công nhận, khích lệ bà con theo đạo, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chăm lo tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân. Điều này đã tiếp tục duy trì ổn định đời sống và tình hình sinh hoạt tôn giáo của bà con. Chuyên mục Dân tộc miền núi số 1 tháng 9 năm 2023 sẽ phản ánh về nội dung trên. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, hiện có 2 hội thánh Tin Lành đang hoạt động hợp pháp tại xóm Mỏ Ba và xóm Lân Quan với gần 700 tín đồ theo đạo là đồng bào dân tộc Mông. Hoạt động tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Đời sống của bà con nơi đây ngày càng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào được quan tâm thực hiện đầy đủ. Hạ tầng cơ sở ở 2 xóm đã có nhiều đổi thay rõ rệt từ sự quan tâm của nhà nước bằng nhiều chương trình dự án khác nhau. Cùng với đó, đồng bào dân tộc Mông ở địa phương, trong đó có các tín đồ theo đạo Tin Lành, luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy những giá trị tốt đẹp, hợp pháp trong sinh hoạt tôn giáo gắn với các cuộc vận động ở địa phương. Sau khi chúng tôi được Đảng nhà nước quan tâm, thì thứ nhất thì 2008 thì chúng ta được cái chứng nhận của Ủy ban xã Tân Long, được chứng nhận của chúng tôi để sinh hoạt đạo Tin Lành, cho nó một cái nó được chính thức và hội thảo điểm nhóm. Cái từ cái 2008 đến 2020 chúng tôi làm thủ tục để được công nhận hội thánh cơ sở. Đó là cái nhà nước quan tâm và đến với đồng bào cũ đạo Tin Lành. Được sự quan tâm của cấp trên trực tiếp chỉ đạo và hỗ trợ trong xóm thì 100% là không có người nghiện và tất cả là bà con người ta cũng là một số theo đạo, người ta chấp hành rất là tốt trong đường lối chủ trương. Tại huyện Phú Lương, sau khi được công nhận hoạt động tôn giáo hợp pháp từ giữa năm 2022, hiện nay điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Ngọc Linh Sơn, xã Ôn Lương đã phát triển số lượng Phật tử lên trên hơn 100 người. Chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã và các địa phương lân cận. Điểm nhóm này cũng có ban đại diện để quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định của nhà nước. Về phía địa phương cũng đã quy hoạch khu vực đất cho hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự theo nguyện vọng của bà con Phật tử. Với tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, bà con Phật tử địa phương cũng đã tích cực đóng góp vào các phong trào ở địa phương như hiến đất làm đường, bàn giao mặt bằng để tiến tới xây dựng nhà văn hóa xóm Bản Đông theo dự án của cấp trên. Chính vì là về lợi ích cho cộng đồng. Phải không? Có chương trình ở trên xuống rằng là vận động những nhà ở quanh đây hiến đất, mỗi nhà mà ý hiến vào thì làm được cái nhà văn hóa cho cái xóm này thì rất là phấn khởi. Khi mà bắt đầu thành lập cái điểm nhóm tôn giáo đây thì bắt đầu là các Phật tử là biết được đây là coi như cái chùa cổ của quê hương, thì mọi người là hướng tụ về đây sinh hoạt mùng một ngày rằm, là về đây coi như là làm lễ rồi là tụng kinh niệm Phật. Thì phải nói rằng số Phật tử và tín đồ ở riêng xóm này cũng như ở xã này là bắt đầu là coi như rất là phấn khởi. Vừa qua một năm hoạt động thì các tăng ni Phật tử ở điểm nhóm sinh hoạt thì chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động đúng theo quy định của luật tôn giáo. Ở góc độ địa phương chúng tôi thì cũng thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc hoạt động của điểm nhóm. Các tăng ni Phật tử ở điểm nhóm thì trong quá trình sinh hoạt thì cũng đóng góp cho địa phương trong công tác an sinh xã hội, công tác giáo dục, y tế ở địa phương là cũng đóng góp rất nhiều, và đặc biệt là trong cái công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 300 cơ sở địa điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp với hơn 160.000 tín đồ người theo đạo với 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Tin Lành và Công giáo. Các địa điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp tồn tại đan xen ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng điểm chung là đều duy trì ổn định các hoạt động theo pháp luật. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo đều tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Có được kết quả trên là do việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đáp ứng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của chức sắc, tín đồ tôn giáo.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng luôn quan tâm và thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động pháp luật. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Lương cơ bản là ổn định, nề nếp, tuân thủ pháp luật. Các nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tổ chức cá nhân tôn giáo được giải quyết kịp thời. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân được đảm bảo. Các chức sắc, chức việc, tín đồ, các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian vừa qua thì các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì hoạt động ổn định. Các cái hoạt động tôn giáo thì được diễn ra tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng bào có đạo thì cũng tích cực tham gia hưởng ứng các cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, an ninh Tổ quốc. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thực hiện hoạt động tôn giáo hợp pháp, thời gian qua, Ban chỉ đạo tôn giáo của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, thăm nắm tình hình vùng đồng bào có đạo, chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ các loại tà đạo, đạo lạ phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là ở các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để những công dân có biểu hiện tin theo, nhận thức được việc làm không đúng của bản thân, từng bước từ bỏ niềm tin, lệch lạc, góp phần vào việc ổn định đời sống và an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng kiên quyết triển khai các giải pháp để xử lý, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, gây mất an ninh trật tự. Trong quá trình mà nắm tình hình và phát hiện ở tại xóm Trường Hồng có 4 công dân mà theo cái đạo lạ, tà đạo và bố rợn thì đã tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với phòng an ninh, đội an ninh công an huyện Võ Nhai tiến hành là trực tiếp đến địa bàn và gặp gỡ trực tiếp các công dân này để vận động trực tiếp và đến tổ chức ký cam kết tuyên truyền cho 4 công dân trên là không theo cái tổ chức bất hợp pháp của bà cô vợ. Thì trong cái đó thì cũng đã 4 công dân thì bước đầu thì cũng đã nhận thức được và cũng đã ký cam kết. Trong quá trình ký cam kết, sau quá trình ký cam kết thì lực lượng công an ở cơ sở cũng tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục và theo dõi. Ngoài cái việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động của ban chỉ đạo. Ở đó thì chúng tôi có, ở huyện chúng tôi có thành lập cái ban chỉ đạo 1588 để thực hiện cái nhiệm vụ này. Và các cái thành viên trong ban chỉ đạo thì được phân công ở các địa bàn, các khu vực thường xuyên có cái nắm bắt, theo dõi kịp thời. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái vấn đề phát triển kinh tế cũng như là tìm hiểu về những cái khó khăn của những người dân ở khu vực này để xem người ta có khó khăn về kinh tế hay là về những cái vấn đề gì thì để kịp thời có những cái giải pháp để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn để người ta có một cái niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và các cái chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác đấu tranh của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua thì cũng đã mang được lại nhiều cái hiệu quả tích cực. Các cái tổ chức hội nhóm lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm rất rõ rệt. Giảm cả về số lượng tổ chức hội nhóm, giảm cả về cái số lượng người tin theo và giảm đã xóa được cơ bản tất cả những cái điểm tụ tập sinh hoạt trái pháp luật. Tiếp tục xác định thực hiện tốt công tác tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Thái Nguyên chú trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bằng việc thực hiện tốt chính sách tôn giáo và các chương trình đầu tư về phát triển kinh tế xã hội, tình hình vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được giữ vững. Đồng bào dân tộc thiểu số có đạo càng thêm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế xã hội, góp sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Quý vị và bà con vừa theo dõi chuyên mục Dân tộc miền núi số 1 tháng 9 năm 2023 về duy trì ổn định đời sống vùng đồng bào có đạo ở Thái Nguyên. Chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thank you.